mà. Trong lúc chờ chém tiếp đi tranh. Ừ đang chém. Tên gì? Superman quánh mỗi con Superman. Thành công thì chạy thẳng. Nên bữa nay đăng ảnh hồi bé cho dân chúng coi thử đi anh. Hợp lý để về tôi tìm lại coi có. Em ngủ chỗ này tới thì ngủ ngon. Ờ bye bye Ngọc Linh em nha. Chúc em ngủ ngon nha. Vâng chăn nuôi phải cả chút chăn nuôi. Vô lý. Hồ cho pha chế ở đâu đấy? Hồ cho học ở Đà Lạt. Chịp đỏ đi anh rồi. Thôi không, mình không có thể không quán chịp đỏ anh em à. Nên đang ở game bên hao hả? Ừa chính xác. Lên đội Phoenix như nào bắn thốn chanh nữa thì nãy giờ mọi người coi đấy. Cho nên đội Phoenix sao? Mọi người lại y chang vậy thấu. Vâng ạ. Không voi đâu mày. Từ người ta đi tìm tướng nữa mày ơi. Tướng tao nó lại ở đây Phoenix đây rồi. Đây con voi đây rồi. Đó. Em hâm mộ anh lắm rồi. Ờ, cảm ơn em nhiều nhé. Nó đây cho thằng thua, tranh cho thằng thắng. Tranh cho năm 96. Chúng ta muốn leo thách đấu. Giờ đi ngủ nhưng vẫn để view like. Để chú, ừ, cảm ơn cháu. Chanh có chơi TikTok không? Không nhá. Chanh, anh nghĩ con gái có nên chủ động tỏ tình không anh? Mẹ thời đại năm 2018 rồi, em đâu còn thời cổ hủ nữa mà. Trai với gái em, ai thích thì cứ tỏ tình thôi. Giờ em có muốn cái đứa mà em thích xong là em không tỏ tình xong đi quen đứa khác không? Xong rồi nói với đứa khác đi ăn với nhau, xong đi xem phim, xong về chật nhau không? Xong cho nó chia tay, cho nó up video lên mạng. Em vô tình, em đi qua, em coi được. Em cay không? Đi, mẹ mày cay vãi lồn. Nên tốt nhất là gì thì nên làm sớm nha. Con hát khác yêu. Hôm nay quánh còn con thôi. Mình nên không bỏ được cái like này. Like vui mà. Like đây là người ta gọi là like funny mọi người không. Làm sao để chanh có bầu bại rồi. Làm sao để chanh có bầu đúng không? Cái sao rồi. Đẹp chứ? Đẹp không? Đẹp không? Đẹp không? Vâng, thấy cái bàn tay đẹp không? Chắc vậy chưa mà nói hay ta? Ủa chắc vậy hả? Ủa chắc chưa à? Anh dễ thương mà, chắc là phải dễ thương. Đây là live stream đi mà. Đây là phải dễ thương mất. Mới có nhiều người xem. Đấy, thì tao đánh voi có phải đâu bình thường. Đấy, chanh xuông vậy à. Đúng à. Ủa chanh đổi tên hay em đổi lâu rồi anh ơi. Có trẻ em mà. Nói vậy quá chú đó, có đâu phải nói vậy, nói sự thật mấy cháu à. Mấy cháu phải nên biết như vậy. Đây là kinh nghiệm của chú từng trải không. Chú truyền đạt lại cho mấy cháu không. Mấy cháu phải hiểu không. Ai bị bơ hả? Hello Kik Lê. Tiểu sử của bé Chanh à. Bé Chanh là tướng tôi nhỏ. Tôi thích ăn chanh. Ủa đi. Có nghiệp chưa anh? Chưa em. Phạm thì đang ăn chơi là chơi chéo gì. Trong chạy ra con bồi đỏ là vẫn leo vào bột, nó leo vào ba, nó lại kéo chết. Em nhục nhã vãi giờ. Chanh biến thái, đâu, chanh không hề, chanh không hề biến thái. Sao không có giải ao làng nữa, anh có chứ mọi người nha. Và nữa anh sẽ tổ chức giải ao làng lại cho mọi người nha. Ước mơ được idol gọi tên rồi, hello Tuyết Kiều. Anh chanh có chung nhà với chị Osusu không? Không em, anh mà chung nhà với chị Osusu, giờ chị Osusu đã không quen lòng. Thôi. Thế nên là mỗi người một nơi. Sao có cái tên chanh vậy anh ơi? Vì anh thích ăn chanh. Mỗi lần anh nhậu sai cho ta, anh thích ăn chanh. Thiệt, tôi còn chinh. Nói thôi chứ chanh còn chinh. Tông nhờ. Chanh còn chinh.
bây giờ cho nó giải lại, giải sau mọi người nhá. Giải online cuối tuần này anh sẽ tổ chức cho mọi người nhá. Ôi đi mẹ, đừng làm ơn, đừng có cắm dây sạc tụi bắp vô. Ôi chị mày. Xem nhiều mới bất ngu mỗi khi chơi hết hết. Mấy ông, mấy bà, mấy cô, mấy chị này cập nhật thông tin địt này. Ôi sao con này lại đi, lại đi qua đây mày bị điên à? Con bù đỏ, đâu qua trong bụi đâu, tự nhiên cái chạy ra xong chị vô. Cái thằng thần kinh. Ông bà nào mà nhắc một chữ nữa thì tôi ban. Ara ngu. Lên top ủi. Anh Trần hay gì rồi, anh Trần 4. Mẹ đi sang có bắn cái B luôn. Ô em dở. B nó chạy. Ủa mẹ cái thằng kia còn lao vô nữa ba, tôi thấy nó lên rồi mà. Không thiếu một ai luôn. Ôi B đít chạy anh em nào. Mấy con lợn. Đang cố gắng ăn blue để tránh cái chút chút. Xong cứ lấy xe nợ mít luôn không ra. Ôi mẹ chát. Mẹ thân đồng. Mày chỉ mày chỉ có thân răng đồng. Thân đồng. Một không thôi hả? Bó đăng gì xấu thế hả? Ai biết ba, bá hỏi nhiều câu vô lý. Gì? Nào gì cái tầm này. Mẹ thằng mắt nó sợ gì mà nó ôm mẹ trong trụ vậy đó. Ôi chạy, back my home. Ê, còn ai không? Hình như tôi sẵn, anh thấy gì? Để mình đưa lại B luôn cái trụ là ngon. Quên. Sao Chanh không trả lời comment, đang chơi game với ba. Hát mà. Bây giờ tụi mày mới thấy nghệ thuật khác tiền của Phoenix này. Ao bờ lay 030. Bông ba không. Cả vai. Còn con gì 30 phải không? Thờ cút 030. Ui giời. Chết rồi. Mày gà vãi ra, ai ủi nổi cho mày, có thần ủi cho ai mà ủi. Không. Đúng. Cứ chết là ngu, cứ fit là ngu. Theo mấy bạn trên stream, cứ chết là ngu, cứ fit là ngu. Anh em nhỉ? Lên.
đổ một sách vô được luôn. Mày vô đâu vậy? Mày bị điên à? Ủa? Cái thằng sắp bị ngáo à? Thằng Ara, thằng Ara về lên gấp nha, Ara nhá. Đâu bạn gái ở tranh à? Xinh ngon. Đâu bạn gái đâu? Một bạn gái của tranh hả? Trên 18 dưới 25. Càng nhiều hình xăm càng tốt. Đấy, đi nè ngầu, đi nè chỗ chỉ có ngầu chứ mới ngầu trở lên thôi đéo giờ. Nghe quen không? Quen. Và sao con mắt yếu vậy ta? Đang còn chính. Tôi con này lười lại rồi chạy. Tôi là đang lười đó, lười lại. Tông đại gia Mithy tiếp bi chuẩn hợp lý. Ê, tiêu chuẩn á, tiêu chuẩn. Đẹp. Quá đẹp anh em à. Các bạn nữa đi kiếm người như Mithy quen hay là như Mithy hay là tiếp bi quen hay. Mày đánh nó mày. Ui, nó có ra mày. Rồi, mọi người đứng lại. Đứng Tin chat vậy. Thằng Hưng nó biết chơi đâu mà. Nó còn không biết chơi điện tử ấy. Tên đi. Đi chấm gái. Bố mày cả cái con lòng của tao cũng không được nữa chứ mày. Ủi vô sắp. Khùng vậy tao. Bố mày đuổi ủi tao cũng được nữa chứ mày. Anh em nhỉ. Em bị vang ra ngoài, em là bạn màn hình đen thôi và chỉ nghe tiếng A. Mẹ hỏi em qua ra xem gì vậy? Kêu con xem phim người lớn. Xong mẹ. Mẹ cho tim nó đông vậy ta cả. Sao cảm giác sao tim? Skin đẹp mà lời cho chị. Đẹp mà. Thấy có bỏ qua nhiều sao đâu. Không. Từ sau khi anh quen những người không có hình xăm xong anh phát hiện là lưu em quen những bạn có hình xăm. Good. Ok, thanh tẩy rồi. Ủa sao anh thả chiêu 2. Má mày, cái thằng Ara này chắc tao sáng cái điện thoại vô đầu mày quá, mày ngu quá à. Ê cái gì mà ê, sao mà ê kịp. Ê rồi đấy. Tao ê rồi, tao còn chết đây. Ê mẹ cái thằng ốc này. Mẹ mày gà. Là chú anh bị sao tin chanh nữa vì anh thích ăn chanh. Gái ngoan chưa chắc đã còn trên gái xăm chưa chắc đã hư chính xác. Ừ, nhưng mà các bạn là nhìn mấy bạn gái xăm nhìn nó cá tính hiểu không? Nhìn nó nhìn kích thích cực.
Lạy Chúa, con còn lứa tuổi học sinh. Đừng phạt đéo đâu con. Thôi xong mẹ game rồi. Con kiến công của tao kìa. Tụi mày không thể nào quay quanh người ta, sao tao có để có một mình vậy? Hở hai chắc gì đã kín đáo, chắc gì nó đâu hở không, nhưng mà mặc đồ sexy thích cực anh em à. Mặc đồ sexy có hình xăm nhìn thích cực. Đang có hình xăm thì chưa có chứ, có chứ có chứ. Gái chanh chắc trắng chua, chắc chán chua ông này, ông tao lao quá ông ơi. Chạy là đến mấy giờ anh, chắc là đến 1:30 nha mọi người nhá. 1:30 anh em nhé. Đây tao lên đây, tao lên đây, tao lên đây. Anh có tiền không đâu. Quán thôi bỏ cho anh ra về hồi máu. Mẹ cứ có kinh công mà để nó ép vậy. Em thích làm thục nữ hơn cho nạ. Tại tụi này nó không dám chơi với bộ tao xanh mà. Thằng Ara mỏng như tờ giấy luôn ấy. Thấy mẹ cho mình. Nên xăm voi ở team chính xác, hợp lý, xinh. Xinh lung linh luôn anh em à. Ê, à, để chắc tôi đi xăm cái hình đó. Ăn kinh công mà để bị ép, mẹ vô lý vậy ta. Tụi này đánh nhát thế. Mắt cứ lao vô đi. Vô mắt. Giờ vô. Cái chết tao còn làm ăn được một số thứ cho tụi mày mà. Hay lắm đó. Rồi anh ơi. Trời ơi. Phải đó. Tao làm hết cho tụi mày rồi. Tao quay anh tao làm hết rồi. Chẳng qua bị sấp nó ủi thôi. Ngủ nuột chim teo đấy cho anh đâu. Sao mà teo được. Có những người chơi răng rất ngu, những người rất hay, và cũng có người nhược lại. Không có là sự thật mà. Chúng ta sắp win rồi anh em à. Anh có nói giả tới không có chứ mọi người. Game TV không có xung bách như không có đầu vậy. Hổ sai. Đó là ông sai. Trời ơi, một phát nổ 4000 máu kìa. Úi giời, pha đó tao bắn con kia gần gãy. Tao chẳng quên trận này ngủ mà thôi. Xong bắt đi, Game TV có buồn không? Không, bình thường. Mẹ mày mù mắt.
Đúng rồi. Thằng nào chơi chạy đập nó tấm bức của siêu nhân á. Áo là gì có thanh tỏi. Em... Đó, em bị chơi chạy ta đập bay nó ra. Thằng bột nó tắt rồi chứ. Đó, đó, đó. Không nha, tao đang đẩy. Rồi, bé chanh chảo giờ lên được top server lên top server làm bùi gì ba. Đi mẹ thời gian đâu mà cày top server, mẹ con thời gian mẹ đi kiếm tiền nữa chứ ba. Ở nhà mẹ cày top server không thần không tào lao. Mẹ nên nói nhau mấy thằng top server đến hai giang đi đánh giải hết mẹ rồi, thời gian nó chơi game nhiều hơn tôi. Ông vô lý hết sức. Quan trọng là cái não chứ phải quan trọng là cái răng. Ừ. Ôi trời ơi. Xong mẹ con tôi xin. Ôi trời ơi, bỏ ra, tôi lún hơi sâu rồi. Anh lướt để anh bắn con cho tôi thật là trung nhá. Enemy ultimate. Đừng phải sớm ha mẹ. Trời ơi mẹ ra. Ủa đâu, quả cuối là tại vì anh lướt anh bắn nó chết. Nó cuối cùng xui một cái luôn. Vẫn kịp anh em ạ. 13 đi Thái, à không, 12 nha mọi người nhá, 12 thì phải đi Thái nha. Được chưa? Sao thua được, tôi đã kêu không thua được. Tôi, bây giờ tôi có giá thiên thần là mọi thứ sẽ khác mọi người. Em thấy anh đóng cả giá thiên thần không? Kiếm ma kiếm mũng gì nữa kia nó ủi cho hai ủi lên núi ở rồi kiếm ma với kiếm mũng. Ở mid kìa con bắt ở mid đi, đừng có lôi vô chỗ. Ra kim công một bữa nhau. Mẹ cái con Mina tầm cáo ở tầm kéo ảo cực ấy. Đấm nó. Mẹ lớn già đầu rồi bắt đo mày. À, mấy ông mà hỏi đánh răng với đánh giải nó khác nhau cỡ nào hả? Vậy nói chung là mấy ông cứ nhìn vào mấy thằng thách đấu mà vô giải đánh nó coi nó ra cái gì không? Ừ. Làm ông tự nhìn đó mấy ông nhận định chứ mẹ không bao giờ lên top server mẹ. Tôi lên cách đây từ mùa năm ngoái ấy. Từ hồi mà mấy thằng buồn. Một mình tôi sắp chơi. Để không sắp nó ủi khó chịu sắp bãi. Chó sắp. Thôi ngồi ra bye bye thì Thanh em nhá. Hello Yên Đan nhá. Yên Đoan. Lên hơi.